Thưa quý vị, thưa các bạn, liên quan đến những tố cáo đối với ông Nguyễn Anh Đức là giám đốc Aribank chi nhánh Bình Phước mà chúng tôi đã thông tin trong nhiều bản tin trước đây, nguồn tin từ Aribank Việt Nam cho biết kết quả thanh tra kiểm tra đã được công bố tại chi nhánh và nội bộ của Aribank. Kênh VTC9 nhận được đơn của một số cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Agribank Bình Phước, tố cáo đích danh ông Nguyễn Anh Đức, giám đốc Agribank Bình Phước, có dấu hiệu lạm dụng chức vụ, quyền hạn, bổ nhiệm 25 người thân, họ hàng, giữ các chức vụ quan trọng tại đơn vị này. Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Tổng Giám đốc Agribank Việt Nam cũng đã ký quyết định thành lập tổ kiểm tra để xác minh đơn thư tố cáo ông Nguyễn Anh Đức, giám đốc Agribank chi nhánh Bình Phước. Theo đó, tiến hành kiểm tra nhiều nội dung tại Agribank Bình Phước trong thời gian 2 năm 2020 và 2021, như hoạt động kinh doanh của chi nhánh, kê khai tài sản của ông Nguyễn Anh Đức, giám đốc chi nhánh này, công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, chi tiêu nội bộ, cùng nhiều nội dung khác. Để làm rõ sự việc, phóng viên VTC9 đã nhiều lần đặt lịch làm việc với Agribank Việt Nam. Mới đây, thông tin tới VTC9, Agribank cho biết đã có kết quả thanh kiểm tra và công bố tới chi nhánh cũng như nội bộ Agribank. Trong thời gian tới, Agribank sẽ công bố công khai kết quả kiểm tra này tới các cơ quan báo chí. Chúng tôi sẽ thông tin về vụ việc trong những chương trình tiếp theo.